Nghị viện EU lại thể hiện cái nhìn méo mó về nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 2024, VOA tiếng Việt lan truyền thông tin được cho là dựa vào thông cáo báo chí của Nghị viện EU, EP, sau phiên họp của Tiểu ban Nhân quyền với tiêu đề Nghị viện EU thảo luận cơ chế giám sát nhân quyền xoáy vào Việt Nam, cho rằng Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Liên hiệp châu Âu, EU, thảo luận về cơ chế giám sát việc thực hiện điều khoản nhân quyền trong các hiệp định với nước ngoài, trong đó nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như là trường hợp điển hình. Theo nội dung loan tải của VOA cho thấy, Nghị viện EU dựa vào báo cáo của đại diện viện TMC Asser ở Hà Lan và đại diện tổ chức phi chính phủ Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH để đưa ra quy kết đánh giá sai lệch về nhân quyền Việt Nam. Thông cáo thể hiện cái nhìn định kiến của một số nghị sĩ tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, đi ngược với tinh thần nguyên tắc chung của Liên Hợp Quốc về nhân quyền, thậm chí tìm cách bảo trợ, cổ suý cho những hoạt động chống phá an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Thông cáo này của EP đã được các tổ chức phản động, thù địch nhanh chóng lợi dụng để kích động, đặt ra những yêu sách phi lý đối với Việt Nam nhằm phá hoại quan hệ Việt Nam-EU, gây phương hại đến hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên và không muốn kinh tế Việt Nam phát triển. Đây không phải là lần đầu tiên Nghị viện châu Âu đưa ra những nhận định sai sự thật, thiếu khách quan, thiếu thiện chí về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhìn lại quá khứ, một nhóm nghị viên EP đã nhiều lần ban hành phán quyết, thư ngỏ với nội dung không chính xác về tình hình đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn Việt Nam và EU bắt đầu tiến hành đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Trước vấn đề này, Việt Nam đã tích cực phản hồi, tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có bao gồm cả song phương và đa phương. Những năm qua, chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, đảm bảo người dân được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2023. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 được công bố, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc từ vị trí 77 năm 2022 lên vị trí 65. Các vấn đề an sinh xã hội cũng luôn được quan tâm chăm lo, ngay cả lúc nền kinh tế gặp khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới hay của đại dịch COVID-19. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ thế giới và được quốc tế ghi nhận. Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện quyền con người, quyền công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu năm 2003, cả nước có 15 tổ chức, 6 tôn giáo, 17 triệu tín đồ với khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc, thì đến năm 2023, nhà nước đã công nhận 36 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau với 26,5 triệu tín đồ, 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc, trên 29.000 cơ sở thờ tự. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến năm 2023, nước ta có 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, trong đó có 319 tạp chí khoa học và 72 tạp chí văn học nghệ thuật, 72 cơ quan đài phát thanh truyền hình. Số người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí là 41.000 người, trong đó khối phát thanh truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Năm 2023, Internet tại Việt Nam đang phát triển mạnh với 77 triệu người dùng, chiếm 79,1% dân số, với gần 71 triệu tài khoản mạng xã hội, tương đương 71% dân số. Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tích cực tham gia ký kết và phê chuẩn hầu hết các văn kiện cơ bản bao gồm Công ước Quốc tế, Nghị định thư liên quan đến quyền con người. Việt Nam nghiêm túc, nỗ lực thực thi trách nhiệm nghĩa vụ các cam kết quốc tế, đạt nhiều kết quả trong việc hiện thực hóa các chuẩn mực quốc tế về quyền con người trong hệ thống pháp luật, chính sách và hoạt động thực tiễn. Đây là những minh chứng thuyết phục cho những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong vấn đề nhân quyền, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thử hỏi, nếu tình hình nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ, thì liệu điều này có thể xảy ra hay không?